Rồi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với cái video tiếp theo của em. Thì đây là em xuống thăm chị Thu thì có cái bé này rất là đặc biệt nha cả nhà. Ơi, Nai à. Nai ơi. Nai hả chị? Tên Nai. Nai. Nai ơi. Nai ơi, lại đây mất. Thì bé bị bỏ rơi và cái đây. Cái giai đoạn mà sống chết của bé chỉ nằm trên cái bé bị nguyên một khẩu kiến lửa quanh. Hai chân kìa, nó quay mà khóc quá trời luôn. Bị liệt hay chứ nghe nè. Bé bị liệt hay chứ nghe được đâu, nó vậy nè. Dạ. Đó. Bé gái luôn. Gái Nguyễn. Mà chắc cái này là hồi đó chỉ có nó là bị không có được xương luôn, bị gãy hay sao? Nó bị bẩm sinh. Bẩm sinh. Bẩm sinh nó nên cái chân nó bị xe cán nên cái chân này nó bị bẹt ra nè. Nó bị cái chân bé nó cong cong cong. Nó bị xe cán thành ra nó bẹt ra đằng sau. Trời ơi. Nên nó vậy. Rồi người ta bỏ luôn. Ừ. Anh trời, kiến lửa nó bù cục mụ bé lớn kìa, gái lớn kìa. Gái lớn. Trời ơi, cái này cả nhà thấy không? Thương quá. Cái bé này chị Thư cu may được bao lâu rồi Thư nhớ không? 2 năm mấy rồi. Đó. Ôi, 2 năm mấy rồi, già thấy không? Nhìn tương xỉu. Ông già này là bị bệnh nè. Bị đem về được 1 tháng mấy rồi. Hồi đó, bệnh bỏ xong chữa này hết bệnh đẹp trai quá trời. Bị bệnh gì? Nó bị xuống phổi á. Tao mà bỏ luôn cái trên đường tỉnh lộ 8. Chị đem ảnh về. Đó rồi xong giờ đăng chỗ không ai tìm, ghét quá nuôi luôn. Cái ghét quá trời. Già rồi không. Trời ơi, cưng. Đó rồi còn ai té con. Còn này, đó này với đó là hai anh em, hai thiếu nợ tạp hóa. Bà má đi, thiếu nợ tiệm tạp hóa. Bà má hả? Bà, nợ. Bà chủ của nó à. Thiếu nợ tiệm tạp hóa. Thằng con trai bà tạp hóa rồi lấy hai đứa này nhậu. Chị bỏ 700. Ờ, chị bỏ 700 là chị chuột hai đứa nó về rồi ăn. Còn nhỏ xíu mà mầm thịt nó gì. Thôi đó lên chị. Xong chị mua lại 700.000 mà có nó chủ chị tan nát nó nói cây nó biết rõ nguồn gốc sạch nó mới dám ăn, nó đâu ăn bậy đâu, nói gì nó đâu ăn bậy đâu, chó sạch sẽ rồi nó biết nó mới ăn nó. Mà nó còn nhỏ xíu như vậy thì dụ nó đầu thai nó đang bị bệnh đó. Nó đầu thai lên cái kiếp này rồi mà bây giờ mà nó bị bệnh nó sống nữa là nó đâu có kiếp sau ở đâu được. Nó đang bị phổi với động kinh á mà chích ngừa đầy đủ nó a chảy nè với lại con bé bé ni đang bị bệnh hả chị? Đang chữa nó bữa giờ đó này. Đứa nào về chị cũng chích ngừa đầy đủ có sổ hết trơn. Đừng có cắn vô cái vết thương của tôi. Tất cả khô bò nè, hai đứa có sổ chích ngừa đây nè. Trời ơi, có sổ. 8 tháng 3. Đó, nó mới về đó nè, 8 tháng 3. Dạ. Chích được 2 lần. Cái chân này nó chỉa gì thì đâu có đi xe lăn được chị Thư. Có được, có đi xe lăn nhưng mà nó không thích chiếc xe lăn lên. Chiếc xe lăn là nó tự cắn chân nó nên không chịu không. Nó thích là nó đái thì nó đái vậy. Má nó cấp đái quyền. Cho mẹ dọn vậy đó. Má cấp quyền là thích đái là đái thôi. Đái xong rồi mẹ dọn. Nhà thấy mấy bé ở đây rất là sạch sẽ luôn ha. Mặc dù là gần 100 bé rồi nhưng mà chị Thư chăm sóc rất là kỹ. Mà trong khi đó là ban ngày là chị Thư đi làm. Tới 2 giờ chiều Thư mới về. Về đây là cũng 3 giờ mấy rồi. Bắt đầu dọn dẹp rồi nấu ăn cho tụi nhỏ. Bây giờ tới khuya. Xong rồi tới khuya rồi luôn. Không có còn thời gian thì sáng mai là đi làm tiếp. Đúng rồi, thì làm bởi vì chị thấy mặt chị cứ sưng sưng không thiếu ngủ. Chị thèm bị thiếu ngủ mệt. Nó mày kệ ráng nên dạo này chị không có cứu được nhiều nữa. Nói chung mình cũng có sức giới hạn. Có nhiều người nói là tại sao không cứu nữa. Trời ơi em lo không nổi. Có khi nào mà chị Thư thấy nhiều quá rồi chị Thư cảm giác chị Thư bị stress rồi mình muốn bỏ từ nhỏ luôn không? Không, mệt thì có nhưng mà không bao giờ mình bỏ được chứ. Trời, em thấy nhà chị như đây được chưa kể cái đám hoang ngoài đường chị tối đó chị đi cho ăn đó. Chị hay đăng trên Zalo là tối trời ở ngoài đó nữa. Thật sự nuôi vài bé đã mệt lắm rồi nè, mấy chục bé. Trẩy ơi, trẩy nhà. Trẩy ơi, trẩy nhà. Nhất là dù mà mấy bé lành lặn không sao, còn mấy bé mà nó tật nguyền, nó bệnh nè. Thì mấy bé nói mình chăm nó cực gấp mấy lần những bé bình thường luôn. Giống như bé Lết nè, bé Nai nè. Nghe thấy không? Nó ị, nó tiểu là phải lau dọn liền. Chứ không là nó sẽ trây dơ cái nền rồi ảnh hưởng những bé khác nữa. Lúc nào cũng phải chăm sóc tụi nó hết. Mình chịu không có nổi cả nhà. Trời ơi, bé Nai. Đi cho bác sĩ tới. Bác sĩ lát rồi đó, bác sĩ tới chích cho hai đứa này. May mắn là được sống ha. Chứ không là kiến cắn con mất tiêu luôn rồi. Nó như con trâu rồi đó.
Mỗi lần chị làm nhà này nó cực lắm, nó bị bụi á, dạ. Bị xi măng là nó ăn, mỗi lần ăn xong châm tụi nó lại cực nó chết luôn. Ở đây thêm bé này nữa nè. Nghe Hưng ơi, bác sĩ sao? Có nhà từ trưa giờ mà chạy vô chích nó đi, ở nhà mà. Thôi vậy, trời. Rồi ok, vậy hai nhớ tới chích cho tụi nó nha. Con bé này nó giống như chó ngoại vô nhập hả chị? Sam á, Sam Noi á. À, Sam Mối hả? À, mà nó bị tật khái chân á. Nó bị cắn hay nó bị xe cán? Nó bị xe cán nên hai chân nó bắt dứt rồi chủ nó bỏ nó luôn. Trời bỏ nó phòng khám thôi á. Rồi vô vô phòng khám thằng bỏ luôn trong cổng luôn. Gửi phòng khám thú y luôn, cái chị bỏ hoài không tới đón. Nói xong cái bác sĩ thú y thì chị hay tới chữa. Rồi. Cái người ta mới nói chị là có con bé gì tội quá chị có nhận không? Rồi thôi rước chị về luôn. Rước về luôn. Nhìn nè nó đá đẹp. Sao nó đá vậy chứ, này đằng trước người nó sạch trơn à. Đó, lông nó trắng tốt à. Cham, nó đi mắc cười lắm, nó ngồi tướng vậy chứ nó đi nhìn cái tướng kẹt kẹt kẹt. Nghe. Sao? Mẹo ơi. Có cái nó muốn đứng vậy nó đi vậy. Đi ẹt nó đứng được kìa, nó đi được mà cái chân nó cà ẹt kẹt vậy nè. Đó đó, nó đi cà nhảy đó, không cái chân cà bún vậy đó. Sam coi cái chân nó đi nè, đó đi chân vậy đó. Sam nó nghe nè, Sam cưng xỉu đó, cái chân cà đi cà bún vậy đó. Không Sam nghe nè, má ngoài nè. Sam kêu nó đi tắm một cái là coi là nó như con điên liền nè. Là sao nó không thích tắm hả? Nó mê tắm lắm. Coi nè, Sam ơi ra tắm đi con. Sam ra tắm nè. Sam đi ra tắm, ra đây tắm nè, ra đây tắm. Trời ơi. À, nó mê tắm. Vậy hả? À, nó mê trời tắm. Trời ơi, cưng vậy. Nó mê tắm lắm. Tắm rồi, không có tắm nó cái chân rồi. Nó mê tắm lắm. Đó, nó mê tắm á. Đời tắm á. Đời tắm á. Tươi hay ha. Sạch bóng mà, lông trắng tươi à. Thôi rửa chồng em. Anh Tị thằng mập kia nó cũng đòi tắm nữa, thằng Ken nó thích tắm lắm. Ôi cái anh Tị nó, ôi em tưởng nó đi không được cái tội nghiệp. Nó đi cà chân cà bún vậy đó. Đó. Đây. Thương quá. Đây. Ý là bây giờ mấy con ốc vít nó còn trong hả chị? Còn, tại vì nó phải bắt nẹp chết hai cái xương nó lại nên nó đi vậy nè. Đó hai cái chân nó đi cà bún vậy. Cái gì vậy? Chuối đâu với nó vậy? Trời ơi nịnh kìa. Kêu thằng Ken kìa mới vui. Ken ơi Ken đi tắm nè con. Ken ơi Ken. Nịnh. Nó Ken. Đi gì nó đau chân không chị? Không. Ken, nè coi nè. Ken ơi tắm nè con. Quay lần Ken. Ken đen hả? Anh Ken là thằng mập á. Ken ơi Ken nè. À. Tắm nè con. Xuống đây tắm. Xuống đây, làm đi tắm nè. Hả? Ừ, xuống đây tắm. Đó, ôi. Xuống đây tắm nè. Ở đây. Ở đây có tắm chưa? Ở đây tắm. Ở đây tắm. Nó kêu tắm. Nó giành tắm á. Dạ. Vụ bị dụ rồi, bị dụ. Chị còn có lần chị tắm tụi nó hay sao? Đừng nói đây nè, mới tắm một bầy 8 đứa xong, mỗi ngày nào cũng tắm 8 đứa. À. Nên nó mới được vậy nè, nó mới được. Ủa bây giờ em thấy ủa sao mà mấy bé này nó lông dài nha, nhiều người nhưng mà chăm không kỹ là lông nó dễ bị xoắn cục á chị. Nó dơ bị xoắn cục rồi đây. Mấy nó mới tắm nó là nó còn ướt nè, đó. À. Cứ mỗi ngày chị tắm 8 đứa là trong lúc mà chị về là chị bắt nồi cơm. Dạ. Bắt cơm, bắt đồ dọn nhà xong là tắm tụi nó xong là vô cơm vừa xong đó vậy đó. Em thấy cái nó mướt lượt à, đứa nào cái lông cũng sạch bóng hết trơn á. Cái đít nó bự, cái đít nó bự lắm á chú ơi. Ken. Trời ơi Ken tập thể dục đi Ken ơi. Chị đâu? Tập thể dục đi nha, chết rồi không được rồi. Tập thể dục đi Ken ơi. Mấy đi. Coi nhà bé này nhìn dễ thương quá. Trời thương quá cái. Thấy thương quá chị, nó đi thấy thương quá. Nè ăn mía đi, mía cho sạch răng. Ờ. Trời ơi cưng quá. Ăn mía cho sạch răng. Chị Thư, thì sắp tới 20 tháng 4 á là có cái luật bảo vệ động vật rồi đó, chị Thư có nghe không? Có. Sao chị Thư thấy cái gì hay, chị Thư có suy nghĩ về cái luật bảo vệ đó không? Ấy ra thì mừng, nhưng mà thật sự á, nếu mà thật thi phải đúng như cái tinh thần của luật đưa ra thì mới có hy vọng. Chứ vậy coi kỹ trong cái luật nó cũng có những cái chưa có triệt để trong cái việc mà cấm ăn thịt chó mèo. Còn chỉ có ngược đãi đánh đập thôi đúng không? Đúng rồi. Nên mà cái việc đó cũng làm chưa có bảo vệ tụi nó triệt để nữa. Ví dụ như cấm ngược đãi với hình phạt như thế nào. Tới bây giờ có luật ra rồi nhưng mà hả, trên cũng cái chuyện mà đánh đập ngược đãi công an có can thiệp đâu. Gọi họ vẫn còn thờ ơ trong việc bảo vệ tụi nhỏ lắm. Với lại hình như là em thấy cái luật chuẩn bị ra thì cái
cái tệ nạn mà nó đã có cái cách để nó đối phó lại rồi. Với lại nó giờ bây giờ em thấy tụi nó giống như là nó gia tăng cái cách mà nó bắt tụi nhỏ làm thịt cũng em thấy nhanh. Từ hồi đầu tháng 4 tới bây từ hồi đầu tháng 4 tới bây giờ em thấy nhiều vụ mà bắt mấy bé đó, nhiều lắm. Nhiều lắm. Rất là nhiều. Dạ. Yeah. Càng ngày thấy càng thấy nó phát triển quá. Tụi cũng sợ tụi nhỏ. Đó, cả nhà thì chắc em cũng xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha.